Thưa quý vị, nhìn lại 25 năm xây dựng và phát triển của ngành giao thông vận tải thành phố, có thể khẳng định rằng để có một Đà Nẵng hôm nay, ngoài sự năng động, sáng tạo, đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là sự tiên phong đi trước mở đường, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần tạo dựng nên thương hiệu Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Hơn 25 năm trước, tài sản của ngành giao thông vận tải quản lý là những con đường nhỏ hẹp, cùng cây cầu đường bộ Nguyễn Văn Trỗi duy nhất và con đò ngang để nối nhịp đôi bờ. Hầu hết các tuyến đường đều hư hỏng, xuống cấp. Hệ thống vỉa hè thoát nước, chiếu sáng chưa đồng bộ. Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quy hoạch, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, xây dựng Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại. Từ đó, hệ thống giao thông Đà Nẵng từng bước thay đổi diện mạo. Hàng loạt các công trình giao thông quy mô lớn, hiện đại liên tiếp được triển khai và đưa vào khai thác. Cầu sông Hàn, cây cầu của ý Đảng, lòng dân, nối nhịp đôi bờ Đông Tây, chấm dứt những tháng ngày lịch sử của những chuyến phà nặng nhọc, khởi đầu cho những cây cầu mang dáng hiện đại mọc lên hai bên bờ sông Hàn, mở rộng không gian đô thị của thành phố gấp 4 lần trước đây. Đồng thời, hướng về biển như khát vọng vươn ra biển lớn. Thì những cái đổi thay của Đà Nẵng phải nói rằng là gấp rất nhiều lần so với trước đây. Mà đặc biệt cái nét nổi bật nhất đó là những cây cầu, những con đường và đã làm cho thay da đổi thịt thì thành phố, trong đó nổi bật nhất là phía đông thành phố Đà Nẵng, khu vực Nhà Châu trước đây bây giờ đã hết sức là khang trang, sạch đẹp. Thì cho đến thời điểm này, 100% các đường làng ngõ xóm, kiệt hẻm đã được bê tông hóa, hệ thống nước thải, điện chiếu sáng đã vào đến tận từng ngõ nhà dân. Đó là những cái đổi thay mà trước đây mơ cũng không có. Thì tôi thấy là cái vấn đề phương tiện đi lại và nó rất là thoải mái, chứ không phải như ngày xưa nữa. Còn là thành phố là nó nói chung quay là cũng sạch, xanh sạch đẹp, cống tiết rồi cũng là có thể là thoát nước được thoải mái hơn như ngày xưa. Liên tiếp nhiều và rất nhiều công trình giao thông từ nội đô thành phố đến các tuyến ven biển, ven sông, đường vành đai phía Bắc, phía Nam được hoàn thiện. Nhiều cây cầu trở thành biểu tượng mang dấu ấn năng động sáng tạo của thành phố, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia. Ngay tại xã Hòa Bắc, một xã miền núi xa xôi, người dân nơi đây vui như ngày hội khi cầu Trường Định hoàn thành nối nhịp đôi bờ, đưa họ như gần hơn với thành phố. Nói chung là trong 25 năm giải phóng, Hòa Bắc thay đổi được nhiều, rất là nhiều. Thứ nhất là đường, trường và trộm cầu, nên nền kinh tế nhân dân không còn như ngày xưa nữa, tức là phát triển bậc 1 lên bậc 2 lên bậc 3. Trước đây thì nói về thương Trường Định thì Trường Định đây chưa được em nào vào đại học hết, tại vì do là phải đi đò ngang, chưa đưa em nào học đến cấp, nếu thậm chí là cái cấp 2 thôi. Năm 2011 thì chúng ta đã có cầu, thì năm đó được 5 em vào đại học. Để thấy cái sự mà tiến bộ của thuận tiện của người dân và tiến bộ của học sinh thì rất là rõ rệt. Nếu như vào năm 1997, chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn chỉ có khoảng 420 km, chỉ có 2 cây cầu, phần lớn các tuyến đường có chất lượng kém do nhiều năm không được trùng tu, thậm chí chưa đến 21% đường đô thị là đường đất, thì đến nay toàn thành phố có gần 1.500 km đường với hơn 1.300 km đường bê tông nhựa và đã xây dựng 74 cầu với tổng chiều dài gần 15 km, 7 tuyến đường thủy nội địa đang khai thác với tổng chiều dài là hơn 63 km. Bên cạnh hệ thống giao thông thông suốt, các lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch, lái xe có những bước tiến vượt bậc. Đến nay đã có 20 tuyến xe buýt chất lượng cao hoạt động trong nội thành và các tỉnh lân cận. Toàn thành phố đã có 181 nút giao thông phức tạp đã lắp đặt đèn tín hiệu. Trong đó, có 62 nút đèn tín hiệu đã kết nối trực tiếp về trung tâm điều hành để quản lý, theo dõi thông qua phần mềm quản lý hệ thống, lắp đặt hơn 500 camera chuyên dụng giám sát giao thông tại các nút để tiếp tục phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh. Đây là một nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân ngành giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng qua 25 năm. Không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cũng như tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền GIS, để thuận lợi cho việc quản lý hạ tầng giao thông đô thị một cách thông minh, đồng bộ, chính xác.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào thực hiện các cái mục tiêu cụ thể mà nghị quyết 43 cũng như là nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 12 đã đề ra, đó là hoàn thiện cái hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông khung cũng như là các công trình đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia trên địa bàn thành phố như cảng Liên Chiểu, ga đường sắt, cảng hàng không quốc tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức và quản lý khai thác các cái hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông thành phố, đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng. Sau 25 năm đi trước mở đường, đồng hành với sự phát triển của thành phố, ngành giao thông vận tải Đà Nẵng đã từng bước làm chủ được khoa học công nghệ, góp phần cùng các ngành, lĩnh vực đưa thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đô thị trung tâm quốc gia, đầu tàu kinh tế xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.